Quý vị khán giả vừa rồi đến với nhảy đấu trực tiếp tại Sumoda Hay Thua Đào trong buổi tối hôm nay để chuẩn bị theo dõi trận cầu sở hữu của ca thủ SC Lò Gạch và đối thủ gò sẽ là Cà Phê Thùy Trăng. Hiệp một của hai đội bóng chính thức được bắt đầu. Ấn và cầu thủ Matthew Asai 10 sẽ trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ của sân. Bánh bao. Anbe Sama. Đối chuyền vào. Tấn công giữa này dành cho cao thủ của FC Lò Gạch. Ở phần còn lại bên trong điều để chỉ cần một động tác nhẹ nhàng thôi nó sẽ giúp cho anh có bàn thắng và điều đó đã thực hiện. Từ đây Anbe Sama đã nỗ lực để thực hiện cú đường căng ngang rất hợp lý. Sau nhiều những nỗ lực tấn công thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến dành cho Quý Hâm. Đó là xử lý một chạm. Đáng tiếc cho đối địch là không có bàn thắng sang bàn tỷ số. Cú đá ngay của thủ đạo số 13. Mọi thứ nó đang trở nên tốt hơn nhiều cho cao thủ của FC Lò Gạch. Một số đã có thêm bàn thắng và người ghi bàn đó là Ma Chào số 8 Duy Màu. Dù đó cũng đã từ xa ở hay là cánh phải cho cao thủ đó. Lần này người qua sân đó là cầu thủ Mạo số 9. Sự có mặt của Luân Turis. Đó là cú đá thành bàn máy lưới của Anbe Sama đã bị rung lên. Nó đến từ một tình huống ở hai cánh phải và đó là pha sân cao dành cho trung vệ số 5 Cam Phê. Đá rất ấn tượng. Tỷ số được dự đoán là 1-2. Quả bóng tốt thì dành cho Cam Phê và các cầu thủ của Cam Phê Đức Trang. Vận tay cơm cán cho phải được treo bóng vào của ca thủ Lò Gạch. Cú đá chân cháy, bóng găm thẳng vào lưới của thủ môn bên phía Cam Phê Đức Trang. Vận tay đã có một pha xử lý giống như cách mà Cà Phê của màn nhào số 5 của Cam Phê Đức Trang đã từng ghi bàn vào lưới của chủ bóng Lò Gạch. Bóng găm thẳng vào khung thành và góc xa. Đội tỷ số lên 3-1 và tiếp tục là lập lại trạng thái dẫn trước hai bàn cho ca thủ Á Đồng. Cú đá số 7 Anbe Sama quá trống. Và xử lý rất có chịu của Anbe Sama. Thủ thành Văn Đức cũng đang có được sự phòng ngự và chắc chắn trước khung thành của mình. Quả sĩ. Cú đá rất bất ngờ. Tỷ số được rút ngắn còn 2-3 dành cho ca thủ của Cà Phê Lưu Trang. Bàn thắng ở tầm thấp dành cho Hoa Sĩ. Bất ngờ xảy ra tình huống vừa rồi dành số 10 của Cà Phê Lưu Trang. Bình Thiện. Hoa Sĩ. Chuyển hay đánh đâu. Ba đều dành cho ca thủ của Cà Phê Đức Trang. Lần này đó là tình huống mà Minh Thiện dường như là sót bóng vào đầu của Thông Xoáy. Bóng còn lại đó là một cú đánh đầu bóng xoáy khá hay. Quỹ đạo của hai tình huống ghi bàn dành cho Cà Phê Đức Trang ở trong hai bàn thắng liên tiếp đều ở một góc tương tự để đánh bại được thủ thành An Cuba. Nó vẫn khởi đầu bằng đường truyền của Hoa Sĩ sang cánh trái cho Minh Thiện. Và một đường truyền rất nhanh. Một pha đón bóng rất vừa vặn.
Với chính xác, tình huống vừa rồi là của Rumatel số 3 yêu ở. Quý âm, ba phản lưới nhà, 4-3 dành cho cầu thủ Cà Phê Thì Trăng. Quả bóng mà giữa Abuba và Bảo Ân đã không hiểu ý nhau. Đường treo bóng vào bâng cua của Hoa Sĩ, nó lại khiến cho bánh lưới của Abuba bị sụp lên ở thứ tư. Đẩy bóng ra. Và đây là đường tấn công dành cho Lò Gạch FC. Nguy hiểm. Cú đá. Đối thủ được bàn thắng được cân bằng 4-4 dành cho cao thủ của Lò Gạch. Và lần này Ante Sama là người ghi bàn. Quân pha bầu vũ lực can thiệp dành cho người ba nước. Dài ngay dành cho cao thủ của Lò Gạch. Cú đúp dành cho số 7 An Benzema. Chuyển chân tay phòng ngự sang phản công rất nhịp nhàng dành cho cao thủ áo đỏ. Và bây giờ thì họ đã lấy lại thế trận và dẫn với tỷ số là 5-4. Sửa góc khá hay, tỷ số được đưa lên 6-4 dành cho cao thủ của Lò Gạch. Đây là bàn thắng dành cho Cubilo với những nỗ lực của anh. Mặc dù đá rất thấp ở trong đội hình, đây là một pha mà số 20 của cao thủ Lò Gạch đã xuất bóng ở lăng cánh trái. Rubino đường chuyền vào cũng là một đường can ngang và lần này tỷ số được nới ra rộng hơn 7-4 dành cho cao thủ của Lò Gạch. Trước đó là một pha bóng rất đau hứng ở hàng cánh trái của Rubino để can ngang cho bóng ở tuyến trong. Mọi thứ đang hướng đến việc chiến thắng dành cho cao thủ áo đỏ. Cà Phê, Hoa Sĩ, cú đá ngay, lần này nó đã thành công dành cho Tống Xoáy. Tỷ số được xuống án của 5-7 và đó là cú đúp dành cho số 8 của Cà Phê Lê Trang. Bóng sống tốt dành cho Hoa Sĩ. Tỷ số được dung ăn còn 6-5, 6-7. Bây giờ mới thấy Hoa Sĩ cười. Nếu còn đủ thời gian để giúp cho cao thủ Cà Phê Thị Trang đưa trận đấu. Và tình huống đá chú ý cuối cùng trong trận đấu ngày hôm nay, tỷ số chung cuộc giành chiến thắng set đúp 7-6 cho cao thủ FC Lò Gạch trước cao thủ Cà Phê Thị Trang. Và cảm ơn những sự đồng hành của quý vị và xin chúc các thành viên của đội bóng sẽ rất vui vẻ bàn trang và sẽ gặp lại nhau ở 2023. Đến đây thì anh Kiệt cùng anh em của chương trình bóng đá sẽ bắt đầu lại.